ở nơi rồi còn bị tăng cân một cái challenge giảm cân trong vòng 7 ngày. Bạn nào xem clip trước thì biết tôi bị tăng cân và vòng eo bị tăng từ 2 đến 3 cm. Còn đây là số đo của tôi sau khi đeo latex được 1 tuần nha. Và tôi thấy là nó cũng hỗ trợ tạo được cái đường thắt eo cho mình. Mỗi ngày tôi đeo cái này tầm 2 tiếng rưỡi và có thể nâng thời gian sử dụng theo như lộ trình trong hướng dẫn nha. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mọi người không nên hoàn toàn phụ thuộc. Để thấy rõ được cái hiệu quả thì mọi người nên kiên trì sử dụng trong một thời gian dài và đặc biệt là lắng nghe cơ thể mình nha.